Kinh Diệu Pháp Liên Hoa quyển thứ bảy phẩm Diệu Âm Bồ Tát thứ 24 lúc bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế tướng đại nhân phóng ra ánh sáng và phóng ánh sáng nơi tướng long trắng giữa chẳng mày soi khắp tam muôn ức do tha hằng hà sa can cõi Phật ở phương đông qua cõi số cõi đó có thế giới tên Tịnh Quang Trang Nghiêm nương đó có Phật hiệu Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai ứng cung chính biến trí minh hành tung thiên thế thế gian giải vô thường trị điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính vây quanh mà vì chúng nói pháp ánh sáng long trắng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi khắp cõi nương đó lúc đó trong đường nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm từ lâu đã trồng cán gốc công đức cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ưng can đức phần mà đều được trọn nên trí tuệ rất sâu được môn diệu tràng tướng tam muội pháp hoa tam muội tình đứng tam muội thú vương hy tam muội vô duyên tam muội trí ấn tam muội giải nhân thiết chúng sinh ngữ ngôn tam muội tập nhân thiết công đức tam muội thanh tịnh tam muội thần thông vô hy tam muội tuệ cử tam muội trang nghiêm vương tam muội tịnh quang minh tam muội tịnh tạng tam muội vân công tam muội nhập truyền tam muội vân vân đường trăm nghìn muôn ứng hằng hà sa can đài tam muội như thế quang minh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân vị Bồ Tát có liền bành cùng Đức Tịnh Hoa Tu Vương Trí Phân rằng Thế Tôn con phải qua đến cõi ta bà đề lệ lạy gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng đệ ca mắng ngài văn thù sư lại pháp vương tứ bồ tát dừa vương bồ tát dũng thí bồ tát tú vương hòa bồ tát thường hạnh y bồ tát trang nghiêm vương bồ tát dương thượng bồ tát khi đó đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phân bao ngài Diệu Âm Bồ Tát ông chớ có khinh nương ta bà xin lòng tưởng là hà liệt thiện nam tử coi ta bà kia cao thấp không bằng các núi đấng đá đầy dày sự dơ xấu thân phận kém nhỏ cán chúng Bồ Tát thân hình cùng nhỏ mà thân của ông cao đến bốn muôn hai nghìn do tuần thân của ta 680 muôn do tuần thân của ông tốn đèn thứ nhất trăm nghìn muôn phúc sáng rỡ đèn là cho nên ông qua chớ kinh nước kia hoặc ở nơi Phật Bồ Tát cùng cõi nước mà xin lòng tưởng cho là hạ liệt
Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật đó rằng: Thế Tôn, con qua cõi ta bà đều là do chứng thân của Như Lai, do thần thông vô hỷ của Như Lai, do công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. Lúc đó Ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa thân, chẳng lấy đồng mà vào trong tam muội, dùng sức tam muội ở nơi núi Kỳ Xà Quật cách phán tòa chẳng bao xa, hoa làm tam muôn bốn nghìn trang, hoa sen bao vàng diêm phù đàn, làm cộng bạc làm cánh kim cang, làm nhụy chân thúc ca báo làm đài. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thấy hoa sen bèn bằng cùng phần rằng: Thế Tôn, đây do nhân duyên gì mà hiện điềm tốn này có ngần ấy nghìn vàng hoa sen vàng diêm phù đang, làm công bạc làm cánh kim cang, làm gì chân thúc ca bao làm đài. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Thú Vương Trí Phật, muốn cùng tham muôn bốn nghìn Bồ Tát vây quanh mà đến cõi ta bà này để cúng dường, gần gũi lễ lạy nơi ta cùng muốn cúng dường, nghe kinh pháp hoa ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì Bồ Tát đó trong công lành gì, tu công đức gì mà có được xứng đại thần thông như thế, tu tam muội gì mong phần, vì chúng con nói danh từ của tam muội đó, chúng con cùng muốn chuyên tu hành đó, tu hành môn tam muội này mới thấy được sắc tướng lớn nhỏ uy nghi tấn chỉ của vị Bồ Tát đó. Cúi mong đừng Thế Tôn dùng sức thần thông, khi vị Bồ Tát đó đến khiến chúng con được thấy, lúc ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: Đức đã bảo Như Lai đã diện độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Từng thời Đức đã bảo Phật bảo Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử đến đây Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử muốn thấy thần của ông. Bây giờ Ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ân mặn cùng với tám muôn bốn nghìn Bồ Tát đồng nhau qua cõi ta bà ở các nước trải qua sau điều văn đồng thầy đều tưới hoa sen bằng bảy bông. Trăm nghìn nhang trời trần trội từ keo măng của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, giả sử hòa hợp trăm nghìn muôn mặt trăng, diện màu của Ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây. Thân sáng vàng rồng vô lượng, trăm nghìn công đức trang nghiêm uy đứng rất thịnh, ánh sáng chói rừng can tướng đầy đủ như thân na la diêm bền trắng. Ngài vào trong đại thân bảo bay lên hư không canh đất bằng bảy cây đa la, ca
chúng Bồ Tát cùng kinh vây quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này đến rồi xuống đài thân báo dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn đem đến cho Thích Ca Mâu Ni Phật đầu mặn lễ chân Phật dân chuỗi ngọc lên mà bành Phật rằng Thế Tôn đứng tình hoa tu vương chi Phật hỏi thăm đứng Thế Tôn yên bình yên khổ đi đứng thờ thời sơ hành hàng buổi chăng bốn đại điều hòa chăng viên đời nhận được chăng chúng sinh về độ chăng không có người nhiều tham dục giận hờn ngu si ghen ghê bọn sẽ kêu màng chẳng công kế chẳng thao cha mẹ chẳng kính sa môn tà kiến tâm chẳng lành chẳng nhiếm năm tình chẳng Thế Tôn chúng sinh hàng phục được các ma oán chăng đứng đa bảo Như Lai diện đồ từ lâu ở trong tham bảy bao có đến nghe pháp chăng lại hỏi thăm đứng đa bảo Như Lai an ổn in khổ cam nhận ở lâu được chăng Thế Tôn này còn muốn thấy thần đức đã bảo phần cuối mong Thế Tôn chỉ bày cho con được thấy lúc đó đứng Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật đã báo rằng ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắng Phật đứng đa bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng hay thay hay thay ông có thể về cung giảng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh pháp hoa cùng ra mắt văn thù sư lợi vân vân nên qua đến cõi này lúc bây giờ ngài hoa đứng Bồ Tát bành phần rằng Thế Tôn ngài Diệu Âm Bồ Tát trong gốc lành vì tu công đứng gì mà có sức thần thông như thế đứng phần bảo ngài hoa đứng Bồ Tát thọa qua cứ có phần hiểu vẫn lôi âm vương Như Lai ứng cung chánh biến tri cõi nước tên là hiện những thiết thế gian kiếp tên thì tiếng Diệu Âm Bồ Tát ở trong mô vạn hai nghìn năm dùng mười muôn thứ kỷ nhà cung giang đứng vân lôi âm vương và cung dâng lên tám muôn bốn ngàn cái bát bằng bảy màu do nhân duyên quả báo đó nay sinh tại nước của Đức Tịnh Hoa Tú Vương Trí Phật có sức thần như thế hoa đức ý ông nghĩ sao thờ đó nơi chỗ đứng vân lôi âm vương phần Diệu Âm Bồ Tát cung giang kỳ nhà cùng dân ban bài báo lên đó đâu phải người nào là chính nay là Diệu Âm Đại Bồ Tát đây hòa đứng Diệu Âm Bồ Tát này đã từng cung giang gần gũi vô lượng cán đứng phần từ lâu trong công công đứng lại găm hằng hà xa trăm nghìn muôn ứng na do tha đứng phần hoa đứng ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sinh nói kinh điển này hoằng hiện thân phàm vương hoằng hiện thân đế thích hoằng hiện thân tự tại thiên hoằng hiện thân đại tự tại thiên
Hoàn hiện thân thiên đại tướng quân, Hoàn hiện thân tỳ xá môn thiên vương, Hoàn hiện thân chuyển luân thánh vương, Hoàn hiện thân cán tiểu vương, Hoàn hiện thân trưởng giả, Hoàn hiện thân cư sĩ, Hoàn hiện thân tế quan, Hoàn hiện thân bà la môn, Hoàn hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni ưu bà tăng, ưu bà di, Hoàn hiện thân phụ nữ của tế quan, Hoàn hiện thân phụ nữ của bà la môn, Hoàn hiện thân đồng nam đồng nữ, Hoàn hiện thân trời rồng già có càng tháng bà tu la ca lâu la cận na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân vân vân mà nói kinh này. Bao nhiêu địa ngục ngạ quỷ chúng sinh và các chỗ nàng đều có thể cứu giúp nhận đến trong hậu cung của vua biển tạm thân người nữ mà nói kinh này. Hoa đấng diệu âm Bồ Tát này hay cứu hộ các chúng sinh trong cõi ta bà. Diệu âm Bồ Tát này biến hoa hiện các thứ thân hình như thế ở tại cõi ta bà này. Vì chúng sinh mà nói kinh pháp hoa ở nơi thần thông biến hoa không hề tổn giảm. Vì Bồ Tát này dùng gần ấy trí tuệ sáng soi cõi ta bà, khiến tất cả chúng sinh đều được hiểu biết ở trong hằng hà xa cõi nước trong mười phương cùng lại như thế. Nếu chúng sinh đang dùng thân thanh văn đưa đồ thoát liên hiện thân hình thanh văn, mà vì đó nói pháp đang dùng thân hình duyên gia đằng đồ thoát liền hiện thân hình duyên gia, mà vì đó nói pháp đang dùng thân hình Bồ Tát đường đồ thoát liền hiện thân hình Bồ Tát, mà vì đó nói pháp đang dùng thân hình Phật đường đồ thoát liền hiện thân hình Phật, mà vì đó nói pháp theo chỗ đáng đồ, mà vì chúng hiện các thứ thân hình như thế nhận đến đáng dùng diệu đồ mà được đồ thoát liền thì hiện diệu đồ hoa đấng diệu âm đại Bồ Tát trọn nên chứng đại thần thông trí tuệ. Việc đó như thế lúc ấy ngài hoa đấng Bồ Tát bành cung phần rằng Thế Tôn, ngài diệu âm Bồ Tát sâu trong căn lành Thế Tôn Bồ Tát đó trụ tăng mũi gì mà có thể ở các nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế. Phần bào ngài hoa đấng Bồ Tát thiện nam tử tam muội đó tên là hiện những thiệt sắc thân diệu âm Bồ Tát trụ trong tam thiền đó có thể nhiều ảnh vô lượng chúng sinh như thế. Lúc nói phần diệu âm Bồ Tát này những Bồ Tát cùng đi chung với diệu âm Bồ Tát tám muôn bốn nghìn người đều được hiện những phía sáng thân tam muội vô lượng Bồ Tát trong cõi ta bà này. Cũng được tam muội đó và Đà La Ni Kỳ ngài diệu âm đại Bồ Tát cúng dường đứng Thích Ca Mâu Ni Phật và tháp của Đa Bảo Phật xong rồi trở về bản đồ các nước đi trải qua đều sáu điều vang đồng.
dưới hoa sen bao trời trăm nghìn muôn ứng ca khứ kỳ nhà đà đến bản quận cùng tám muôn bốn nghìn bồ tát vây quanh đến chỗ đứng tình hoa tu vương tri phật mà bành rằng thế tôn con đến cõi ta bà lợi ích chúng sinh ra mắng đừng tính ca mâu ni phật và ra mắng tham đừng đa bảo phần lệ lạy cúng dường lại ra mắt văn thu sư lời pháp vương tử bồ tát chưa vương bồ tát đăng cần tinh tiếng lừng bồ tát dũng thế bồ tát cũng làm cho tám muôn bốn nghìn vị bồ tát này được hiện những thế sắc thân tam mùi lung nói phẩm diệu âm bồ tát lai vàng này bốn